Và đây là Vân Anh, cô Trinh. Trong ký ức của Vân Anh, những lần mà mình thuyết trình hồi còn đi học sinh viên á, thì luôn luôn rất dễ bị lố giờ. Thường thì khi mà có kỹ năng ăn nói thì các bạn sẽ luôn luôn giao cho nhiệm vụ là thuyết trình. Tuy nhiên mình vẫn còn nhớ rằng là đôi khi là thuyết trình đôi á, mình thuyết trình chưa xong phần của mình là hết luôn giờ của bạn thứ hai lên thuyết trình rồi. Và mình cũng nhận ra trong cái quá trình mà mình đi dạy sau này, đi chấm các cuộc thi hùng biện thuyết trình, là các bạn gặp khó khăn trong vấn đề kiểm soát thời gian. Hay là khi mình đi dẫn chương trình với những hội thảo hay là hội nghị, có những bài thuyết trình là bao giờ cũng chuẩn bị tâm lý là timeline chỉ là 10-15 phút nhưng có thể là 20 phút, nửa tiếng, thậm chí là 45 phút. Đôi khi lố giờ ra những cái phần thuyết trình đó, nên là cắt luôn cả phần tea break này, hay là cắt luôn cả phần hỏi đáp. Và rất là nhiều người cũng hỏi mình một câu sau này, đó là vậy thì chúng ta có cách nào để kiểm soát thời gian tốt hơn khi mà mình thuyết trình hay không? Đầu tiên á, hãy xác định xem mình thuộc tuýp nào trong việc quản lý thời gian. Đa số với những người mà có nhiều thông tin, có nhiều sự chuẩn bị và kỹ năng ăn nói sẽ thường rơi vào trường hợp là bị lố giờ, tức là hết giờ rồi mà mình chưa nói xong. Nhưng cũng có những bạn rơi vào trường hợp thứ hai, đó là mình nói xong vẫn còn quá nhiều thời gian. Đó là những bạn mà chúng ta chưa có nhiều sự chuẩn bị, chúng ta chưa có kỹ năng ăn nói, hay là chúng ta chưa hiểu sâu về vấn đề đó, dẫn tới việc mình không tận dụng được tối đa thời gian để chia sẻ những kiến thức, kỹ năng cũng như là cảm nhận của mình và làm sâu một nội dung. Và khi mà xác định là mình thuộc tuýp nào thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu đi tìm giải pháp. Và mình cũng có một cái công thức chung cũng có thể dùng được cho cả hai trường hợp, và sau đó mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Đó là thay vì việc là đến khi xảy ra chúng ta mới giải quyết, thì chúng ta hãy quản trị rủi ro từ sớm, ngay từ khi bắt đầu. Đó là ví dụ chúng ta có một bài thuyết trình là 15 phút. Vậy thì dựa trên việc mình thuộc tuýp bị lố giờ hay là tuýp bị thiếu giờ, chúng ta có thể cộng trừ 10 cho tới 15%. Ví dụ như kinh tế chẳng hạn, chúng ta hay có 10% chi phí phát sinh á, thì ở đây chúng ta cũng hãy có 10 đến 15% cho thời gian có thể phát sinh và du di. Nếu bạn hay bị lố giờ thì bạn có 15 phút, bạn hãy chuẩn bị trừ đi 15%, bạn còn khoảng 13 hay là 13 phút rưỡi chẳng hạn. Còn nếu như bạn thường bị thiếu giờ thì rõ ràng chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị ít nhất là đủ cái thời gian đó, thay vì việc là chúng ta chỉ áng. Và nếu những bạn bị lố giờ ấy, thì các bạn sẽ hình dung là khi mà lên trên sân khấu hay khi bước vào phần thuyết trình, mình có giao lưu với khán giả thêm, mình có chém gió thêm, mình có nổi hứng, mình nói thêm ý này, phân tích thêm ý kia, thì chúng ta cũng còn một cái dung sai thời lượng cho phép. Điểm thứ hai nữa, đó là sau khi chúng ta bù trừ cái khoảng thời gian phát sinh du di xong thì chúng ta nên cân đối các phần. Thường bao giờ mình cũng sẽ có 3 phần là mở bài, thân bài và kết bài. Nhưng thường những người cứ chuẩn bị theo một mạch nói, nhiều khi chúng ta mải mê tương tác, mải mê dẫn đề, nửa thời gian rồi vẫn chưa vào thân bài. Hoặc là có những người mà chúng ta không có nhiều phân tích sâu thì cái phần thân của chúng ta cũng rất là nông và chúng ta chưa đi được đủ ý. Vậy thì mình luôn luôn quan niệm là để thực sự tạo thành một cái thân bài có đủ trọng tâm hay đủ chiều sâu sẽ cần phải chiếm khoảng 60 cho tới 70%, đấy là tối thiểu cho cái nội dung đó. Quay trở lại câu chuyện là chúng ta có 15 phút. Nếu như mà chúng ta bị lố giờ thì chúng ta có khoảng 13, 13 phút rưỡi đi. Vậy thì 13 phút cho dễ tính. Bây giờ mình 70% của 13 phút. Vậy thì chúng ta sẽ có khoảng là 9 phút cho phần thân bài. Và còn lại là chúng ta sẽ có 4 phút cho mở và kết. Bạn có thể chia 50-50, hoặc bạn muốn dẫn dắt nhiều hơn thì bạn có thể là 2 phút rưỡi, 3 phút cho mở. Hoặc là ngược lại, bạn muốn kết sâu sắc hơn, nhiều ý hơn thì bạn có thể dành thêm thời gian cho việc kết bài. Vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo cái độ an toàn cho từng phần, đặc biệt là cái phần thân bài trọng tâm của phần thuyết trình. Và dựa trên áng chừng và thời lượng căn chỉnh cho từng phần đó, chúng ta bắt đầu lên ý. Ví dụ như là mình chỉ có 2 phút cho mở bài, đương nhiên bạn hiểu bạn không thể dẫn dắt quá nhiều. Còn nếu như chúng ta lại có nửa tiếng, 1 tiếng cho một phần thuyết trình, thì chúng ta lại có cái thời lượng dài hơn cho từng phần, thì chúng ta lại có thể đưa đẩy, chúng ta lại có thể kể thêm nhiều câu chuyện, đưa thêm nhiều chi tiết hay dẫn dắt nhiều hơn, ví dụ nhiều hơn. Và khi mà mình đã bắt đầu lên ý và hợp lý cho thời gian của từng phần thì vẫn phải làm một bước tiếp theo, đó chính là thử thuyết trình và căn thời gian thực khi nói.
Lúc đó thì chúng ta mới xem là cái áng áng của mình liệu đã chính xác hay chưa. Nếu như phù hợp thời gian rồi thì chúng ta có thể an tâm. Tương đối, khi mà chúng ta tập luyện căn chỉnh xong thì chúng ta cũng nên chuẩn bị cho những rủi ro có thể xảy ra khi mà chúng ta thuyết trình thực. Bởi vậy mình luôn luôn có nguyên tắc ấy. Kể cả có biết nơi đó có đồng hồ treo tường, có đồng hồ bấm giờ trên màn hình thì mình vẫn sẽ đeo đồng hồ. Bởi vì thứ mình chuẩn bị mình có thể kiểm soát, còn thứ phụ thuộc vào người khác ấy, ví dụ như hôm đấy đồng hồ bị hết pin, hôm đấy gặp trục trặc kỹ thuật thì mình đâu thể bấu víu vào ai. Còn đồng hồ của mình là mình biết trước là còn pin hay không, chạy có đúng giờ hay không, để khi mà cần thì mình có thể liếc nhìn. Thứ hai nữa là nếu như mà chúng ta có người quen, có ban tổ chức hay có bạn bè, người thân ở phía dưới thì cũng hãy nhờ họ một câu, ví dụ như còn 1 phút nữa hay là còn 30 giây nữa thì có thể ra tín hiệu giơ tay chẳng hạn, hay ra một tín hiệu nào đó mà chúng ta quen thuộc để báo với mình là mình biết sắp hết giờ rồi. Ví dụ như là bạn còn 1 phút đến 30 giây thì hãy nghĩ tới việc là kết thúc cái ý của thân bài đang nói để chào kết. Còn nếu như bạn đang kết bài rồi thì bạn có thể yên tâm là đi tiếp, để làm sao chúng ta kiểm soát được thời gian của mình một cách tốt nhất. Đặc biệt là nếu các bạn nào đang tham gia những cuộc thi về thuyết trình hùng biện, hay là tham gia những chương trình truyền hình trực tiếp, hoặc là những chương trình mà người ta đòi hỏi sự chính xác thời gian rất là cao, thì cái sự chuẩn bị và tập luyện cũng như lường trước các rủi ro phát sinh của chúng ta lại càng phải tốt. Còn kể cả bạn không rơi vào những cái trường hợp căn ke xích sao như vậy thì mình tin rằng cái thói quen này cũng giúp cho chúng ta hình thành việc quản lý thời gian của mình tốt nhất, tận dụng thời gian của mình tối đa, và sẽ cho mọi người thấy một điểm, mình là một người có tác phong chuyên nghiệp và mình sẽ ngày càng được đánh giá cao hơn trong công việc. Và nếu như các bạn có kinh nghiệm nào hay trải nghiệm nào trong việc quản lý thời gian khi thuyết trình, khi dẫn chương trình thì có thể chia sẻ thêm với Vân Anh ở comment phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Vân Anh Coaching.